xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất đã bốc cháy dữ dội vào trưa ngày 12 tháng 10 2020. Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi trong nhà xưởng rộng khoảng 2.000 m². Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nội thất Đức Sinh có địa chỉ tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, công nhân đang làm việc trong nhà xưởng thì khói bắt đầu tỏa ra rồi lửa nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng. Công nhân cùng nhau dập tắt lửa tại chỗ nhưng bất thành. Sau khi nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên đã điều động khoảng 9 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà xưởng chứa toàn gỗ nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Sau 2 giờ nỗ lực khống chế, đến 13 giờ chiều cùng ngày đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến đồ đạc đồ gỗ trong nhà rộng khoảng 2 m² bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.